Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một góc khuất ít người biết đến trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Đó là câu chuyện về những người phụ nữ trong hàng ngũ quân đội Pháp. Nội dung này được tôi tổng hợp dựa trên cuốn sách Con đường không niềm vui của sử gia Bernard Bifor. Cuốn sách Con đường không niềm vui được xuất bản năm 1961 Viết về cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, diễn ra từ năm 1946 đến năm 1954. Tác giả Bernard B Fall đã từng là lính Pháp và sau đó là phóng viên chiến trường của Mỹ tại Việt Nam. Trong cuốn sách này, tác giả đã dành riêng một chương để nói về phụ nữ trong cuộc chiến. Theo ông, phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những người phụ nữ này là ai và số phận của họ ra sao? Đầu tiên, tôi muốn kể cho các bạn nghe về một lực lượng đặc biệt mang tên BMC. BMC là viết tắt của Tiểu đoàn Quân y Chiến trường. Tuy nhiên, về sau nó lại được dùng để chỉ một lực lượng khác, đó là nhà thổ di động nơi chiến trường. Mặc dù gây nhiều tranh cãi, BMC vẫn tồn tại. Những người ủng hộ cho rằng BMC giúp kiểm soát nhu cầu của binh lính, giảm thiểu các tệ nạn và nguy cơ lây nhiễm bệnh. Theo tác giả. Các cô gái trong BMC chủ yếu đến từ bộ tộc Ulat Nail ở Azaria. Họ tự nguyện thận tham gia và làm việc cho đến khi kiếm đủ tiền hồi môn. Sau đó, họ sẽ trở về quê hương để kết hôn và ổn định cuộc sống. Các bạn nghĩ sao về điều này? Tác giả kể lại rằng, những cô gái này thường đi theo các đơn vị ra chiến trường. Họ thậm chí còn tham gia chiến đấu và hy sinh như những người lính thực thụ. Có một câu chuyện rất cảm động về hai cô gái BMC đã tình nguyện vượt qua gần 50 cây số đường rừng hiểm trở để đến một tiền đồ nhỏ của Pháp. Trên đường về, họ bị phục kích nhưng đã chiến đấu dũng cảm. Mặc dù lập công lớn, họ vẫn không được chính thức công nhận. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nữ quân nhân trong quân đội Pháp. Theo các tài liệu, tính đến năm 1954, có hơn 2.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng bộ binh, 120 người trong không quân, và 30 người trong thủy quân. Họ đảm nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như lái xe cứu thương, lái trực thăng, nhảy dù và thậm chí là phóng viên chiến trường. Gần 100 phụ nữ đã hy sinh ở chiến trường Đông Dương. Bên cạnh đó, còn có những người vợ Việt của lính Pháp và vợ của lính Việt phục vụ trong quân đội Pháp. Để bảo vệ những gia đình này, Pháp đã lập ra các khu trại đặc biệt gần các căn cứ quân sự. Trong số những người vợ Việt của lính Pháp, có cả những người do Việt Minh cài vào để theo dõi quân đội Pháp. Cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến sự hiện diện của phụ nữ tại điện biên phủ. Họ đã có mặt ở đó, đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng. Như vậy, quý vị có thể thấy, có rất nhiều phụ nữ đã tham gia vào cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất với nhiều vai trò và số phận khác nhau. Họ xứng đáng được ghi nhận và tưởng nhớ. Cá nhân tôi nghĩ rằng, chương sách của Bernard B. Fall chỉ là một cái nhìn thoáng qua về những người phụ nữ này. Còn rất nhiều câu chuyện chưa được kể, rất nhiều số phận chưa được biết đến. Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi mong muốn có thêm nhiều nghiên cứu về đề tài này để chúng ta có một cái nhìn toàn diện và nhân văn hơn về lịch sử. Khám phá lịch sử, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Quý vị có suy nghĩ gì về những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe? hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận nhé xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các tập podcast tiếp theo